Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 3, trang 36 đến trang 39. Tuần 9, bài ôn tập giữa học kỳ 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài tập số 1, tiết 1, 2, bài tập số 1, xếp các từ ngữ được gạch chân vào nhóm thích hợp. A. Rủ nhau xem cảnh kiếm hồ, xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn. Đài nghiêng thắp bút chưa mòn, hỏi ai gây dựng nên non nước này? Ca Dao. B. Ai về Hà Tĩnh thì về, mặc lụa chợ Hà uống chè Hương Sơn. Ai về Tuy Phước ăn nem, ghé qua Hưng Thịnh mà xem tháp chàm? Ca Dao. Như vậy ở bài tập số 1, các em sẽ xếp các từ ngữ được gạch chân vào hai nhóm. Ở đây là nhóm từ ngữ chỉ sự vật và từ ngữ chỉ hoạt động. Như vậy, các em đọc và chúng ta sẽ phân loại các từ gạch chân. Ở đây câu A, từ rủ, xem. Từ rủ và từ xem là từ ngữ chỉ hoạt động hay là từ ngữ chỉ sự, sự việc, sự vật? Ở câu A, như vậy chúng ta thấy là rủ, xem là từ ngữ chỉ hoạt động. Như vậy câu A, từ ngữ chỉ hoạt động thì có là từ rủ rồi xem. Rồi xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn thì các em thấy cầu Thê Húc, chùa Ngọc Sơn. Rồi đài nghiêng tháp bút là từ ngữ chỉ sự vật. Như vậy câu A có từ ngữ chỉ sự vật, đó là cảnh kiếm hồ. Cảnh kiếm hồ ở trên đây nữa là sự vật, là cảnh nè, cảnh kiếm hồ. Rồi cầu Thê Húc rồi chùa Ngọc Sơn. Rồi tiếp theo đài nghiêng tháp bút là từ ngữ chỉ sự vật. Đài nghiên tháp bút. Rồi hỏi ai gây dựng nên non nước này? Hỏi ở đây là từ ngữ gì? Chỉ hoạt động. Như vậy các em sẽ viết vào từ ngữ chỉ hoạt động. Rồi non nước, non nước là từ ngữ chỉ sự vật. Rồi câu B, ai về Hà Tĩnh thì về. Như vậy về ở đây là từ ngữ chỉ hoạt động. Như vậy về là từ ngữ chỉ hoạt động. Mặc lụa chợ Hạ uống chè Hương Sơn. Mặc ở đây là từ chỉ hoạt động. Mặc rồi lụa, lụa là từ ngữ chỉ sự vật. Như vậy ở câu B chúng ta có từ lụa là chỉ sự vật. Rồi uống là từ ngữ chỉ hoạt động.
Uống chè. Uống là từ ngữ chỉ hoạt động nè. Rồi chè. Chè là từ ngữ chỉ sự vật. Ai về Tuy Phước anh nem. Anh ở đây là từ ngữ chỉ hoạt động anh. Và nem là từ ngữ chỉ sự vật. Rồi tiếp theo. Ghé qua Hưng Thịnh mà xem tháp chàm. Như vậy ghé qua là từ ngữ chỉ hoạt động. Ghé qua. Rồi như vậy thì chúng ta đã phân loại được các từ. Rồi tiếp theo. Câu số 2, bài tập số 2. Tìm và viết các từ ngữ vào nhóm thích hợp từ ngữ chỉ sự vật ở trường. Rồi từ ngữ chỉ hoạt động diễn ra ở trường, từ ngữ chỉ đặc điểm của sự vật hoạt động diễn ra ở trường. Như vậy các em sẽ suy nghĩ và dựa vào cái hiểu biết của mình để hoàn thành bài tập số 2 này. Như vậy từ ngữ chỉ sự vật ở trường, ví dụ như học sinh, rồi thầy cô giáo, thầy nè, rồi cô, rồi bác bảo vệ, rồi chỉ người. Ở đây chỉ sự vật thì gồm có chỉ người nè, rồi cây cối, con vật. Như vậy ở đây chỉ người thì có là học sinh, thầy cô giáo, bác bảo vệ, cô lao công, rồi bàn ghế, sách vở, cây cối, vân vân. Cây cối, rồi trống trường, lớp học, sân trường, sân cỏ, vân vân. Rồi hoạt động diễn ra, ví dụ như thảo luận, rồi nghe rồi nói, rồi giảng bài, rồi viết, hoạt động viết, rồi chơi, múa, hát, tập thể dục. Vân vân. Rồi từ ngữ chỉ đặc điểm của sự vật hoạt động ở trường, ví dụ như sôi nổi. Rồi tiếp theo nữa là sôi nổi, ồn ào. Rồi náo nhiệt. Vui vẻ. Rơm rã. Vân vân. Rồi tiếp theo câu 3, đặt câu với 2 đến 3 từ ngữ em vừa tìm được ở bài tập số 2. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng các từ ngữ mà chúng ta đã tìm được ở bài tập số 2 để đặt câu. Ví dụ, mỗi giờ ra chơi sân trường rất đông đúc, náo nhiệt. Mỗi giờ ra chơi sân trường
rất đông đúc. Đông đúc và náo nhiệt. Rồi, hoặc là mỗi giờ học em đều cùng các bạn thảo luận rất vui vẻ sôi nổi. Mỗi giờ học em đều cùng các bạn thảo luận rất sôi nổi. Rồi, như vậy ở đây cô đặt câu với các từ đó là từ sân trường, rồi náo nhiệt, sôi nổi, thảo luận. Rồi, tiếp theo bài tập số 4, điền dấu câu phù hợp vào ô trống. Sửa chuông gọi cửa, một thanh niên gọi cho thợ điện, phàn nàn. Sáng hôm qua tôi đã gọi anh đến sửa chuông nhà tôi, sao giờ vẫn chưa thấy đến, các anh thật chậm quá. Người thợ điện phân trần, hôm qua tôi có tới nhà anh bấm chuông nhưng không thấy ai mở cửa. Tôi đoán là mọi người đều đi vắng hết rồi nên tôi đi về. Trung Nguyên sưu tầm. Như vậy thì các em hãy đọc kỹ câu chuyện và chúng ta điền dấu câu phù hợp. Sửa chuông gọi cửa, một thanh niên gọi cho thợ điện phàn nàn. Sáng hôm qua tôi đã gọi anh đến sửa chuông nhà tôi, sao giờ vẫn chưa thấy đến. Như vậy các em thấy ở đây câu sao giờ vẫn chưa thấy đến, các anh thật chậm quá. Như vậy ở đây chúng ta sẽ điền sao giờ vẫn chưa thấy đến. Ở đây các em thấy câu này là dùng để hỏi. Như vậy ở đây chúng ta sẽ điền dấu chấm hỏi. Sao giờ vẫn chưa thấy đến, các anh thật chậm quá. Thì câu các anh thật chậm quá biểu lộ cái cảm xúc. Như vậy chúng ta sẽ điền là dấu chấm than. Rồi, người thợ điện phân trần, hôm qua tôi có tới nhà anh bấm chuông nhưng không thấy ai mở cửa. Thì câu này là câu kể. Như vậy chúng ta sẽ điền dấu chấm. Tôi đoán là mọi người đi vắng hết rồi nên tôi về. Như vậy chúng ta sẽ điền dấu chấm.